bỗng Connie mở cánh cửa bước vào và nói một thông tin chấn động. Sasha, chết rồi. Ở bên ngoài, Armin và Mikasa đang khóc dữ dội cho cái chết của Sasha. Cái gì cơ? Connie, Sasha đã chăn trở cái gì? Cậu ấy bảo là thịt. Eren nghiến răng bằng bật, như kìm nén cảm xúc của mình. Eren, Sasha chết chính là vì cậu đã lôi binh đoàn vào mớ lộn xộn này. Eren bỗng nhớ về kỷ niệm sư cũ của Sasha. Không sao đâu mà, khi nào ta chiếm lại lãnh thổ, bò và cừu rồi cũng sẽ tăng thôi. Eren đã không thể kìm nén được mình. Anh ta dùng nghiến răng rất mạnh, nhưng nước mắt cứ tuôn trào. Anh ta đau khổ đến mức tiếng khóc đó trở thành một loại tiếng cười đau đớn. Những thứ đạt được và những điều bất mát cứ thế xảy ra liên tiếp không ngừng. Chỉ có thể tiếp tục con đường. Và chương 105 của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Khi bọn họ trở về Faradis thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Quân đội sẽ xét xử Eren ra sao? Số phận của hai đứa nhỏ khi rơi vào tay quân thù cùng với việc trả thù của thế giới. Để biết diễn biến như thế nào, bạn hãy đăng ký kênh và...